mọi người có thấy là cái layout này quen quen không? Đăng người có đủ khả năng để dẫn mọi người đi trải nghiệm những căn nhà đẹp. Và mới vừa ăn sáng xong thì tôi sẽ đi bộ. Điều này rất tốt cho đường tiêu hóa, đặc biệt là ở trong một cái công viên, trong một khu dân cư nằm tại đường Huỳnh Tấn Phát, quận Nhà Bè. Và đây là một khu dân cư được phân lô theo dạng bàn cờ, với trục đường trước nhà rộng tới 8m và nhà cao tầng đồng bộ. Và lần cuối cùng mà tôi quay cho mọi người xem nhà trong khu dân cư Rin Riverside thì chắc khoảng vài ngày trước, và cũng có căn này nữa nè. Cái căn này mọi người có thể xem qua thông tin mà Đăng để đây, lít vào cái màn hình này. Và đây là một ngôi nhà mà lúc trước mà Đăng quay căn kia, là căn này chưa xong mọi người, này nó vừa xong luôn, mà Đăng cảm thấy là nó khá là đẹp, với cái phần mặt tiền mang những cái đường nét trẻ trung, nhưng mà nó cũng có cái phần cứng cáp của phong cách tân cổ điển. Nhưng hầu hết những cái chi tiết rườm rà đã được thiết kế đi hoàn toàn, trả lại cho một cái phần mặt tiền nhiều điểm nhấn, nhìn nó sang trọng bởi cái hệ thống ban công được sử dụng bằng hợp kim nhân đúc màu vàng ở phía bên trên, tạo nên được sự bề thế và đẳng cấp. Và chúng ta sẽ có cửa cuốn và cửa nhôm sinh pha với lớp khung nang hoa này, hoa inox nha mọi người, nằm ở bên ngoài. Mọi người phải công nhận với Đăng là đẹp không ạ? Đẹp. Đây là một cái hệ thống cửa với hai lớp kính được bọc hai bên, và chính giữa đó là phần nẹp kỹ khung nang inox này, nhìn nó rất là sang. Và cái khung cửa thì nó cũng xinh hơn. Và đây là một ngôi nhà với diện tích là ngang 5, dài 17m2, 86m2, và hiện thì đang được chủ nhân chào bán thị trường với mức giá là 9 tỷ 500 triệu đồng. Giá này còn thương lượng, và chắc chắn một ngôi nhà 9-10 tỷ thì phải có chỗ để xe hơi trong nhà nè. Và bên trên thì chúng ta sẽ có một cái phần trần thạch cao được trang trí bằng giác vàng và giác bạc, nó giống như một cái bức tranh tô điểm cho cái phần đèn chùm bằng pha lê rất là lớn ở chính giữa. Và chỗ này cũng có cái đồng hồ rất là đẹp nè mọi người. Cái này nó giống như là tháo từ cái nhẫn của vợ Đăng ra. Có kim cương ngọc xoàng, có vàng bóng bóng bóng. Wow. Mọi người có thấy là cái layout này quen quen không? Nó giống như cái layout mà của cô Hằng và trong cái lúc mà giải mã những giấc mơ vậy đó. Đúng không? Mọi người mới công nhận với Đăng là nó đúng không? Nhưng mà riêng cái ngôi nhà này nha, phải trả tiền mới ngồi mới vô mơ được nha mọi người, chứ không phải tại nhà này là nhà bán mà. Nhưng mọi người thấy thì với nhà bán bây giờ người ta không ngại đầu tư đâu. Như ở đây thì chúng ta sẽ có trên cái bộ sofa màu trắng nè, với những cái đường nét gỗ hình hoa hồng này nè. Đó chính là cái phần vách trang trí được ốp bằng vật liệu, cái này là nhựa nha mọi người. Thêm vào đó là những cái dãy đèn led nè, hay là cái tấm inox này. Nhưng mà đây là một cái sự kết hợp mà đã nghĩ là cũng không tưởng, nhưng mà khi mà nó kết hợp vô được rồi, nó giống như ở đây nó giống như nguyên một cái phím đàn vậy đó, nhìn nó vừa hiện đại nhưng nó vừa có những cái nét mà gọi là sang trọng. Và tổng thể cái khu vực này nó tạo nên được cái sự thưởng cấp cho cái người chủ nhân của ngôi nhà này khi mà họ tiếp khách, hay là họ ngồi ngay vị trí ngay đây. Không gian cũng rất là thoáng. Cái phần đèn chùm ở bên trên nó cũng có những cái hoa bằng pha lê nè, thêm vào đó là những cái họ lựa cái đèn mang những cái đường nét chi tiết bằng kim loại, nhìn nó cũng rất là hay. Bức tranh thuận buồm xuôi gió rất là đẹp. Phần dưới gầm cầu thang thì vẫn như thường lệ, đó chính là cái hệ tủ tivi chạy thêm những cái dãy led, nhìn nó khá là đẹp mắt. Khu vực bàn ăn thì nằm kế bên sân sau, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu trực tiếp vào không gian này. Và như mọi người cũng thấy thì bàn ăn chúng ta sẽ có một cái tấm vách kính rất là lớn. Cái này là sử dụng bằng kính thủy, được cắt cách đều để tạo điểm nhấn cho cái khu vực ngay trung tâm ở chính giữa. Và cái kính thủy này nó một phần nào đó nó phản chiếu từ ánh sáng từ bên ngoài giếng trời vào bên trong nhà nè. Và nó cũng sẽ phản chiếu được những thành viên hay là cái khoảng kiến trúc nằm bên trong, với những cái đường nét được giác bằng vàng, bằng bạc ở trên trần và có bộ đèn lớn ngay đây. Nhìn cái chỗ này rất là sang. Và khi mà Đăng bước ở chỗ này rồi, Đăng nhìn thẳng từ đây ra ngoài trước nha, Đăng cảm thấy là ngôi nhà này được thiết kế một cách rất là tinh tế. Mọi không gian ở nơi tầng trệt đó đều được kết nối với nhau xuyên suốt luôn.
vẫn có ánh sáng trực tiếp tự nhiên từ ở bên ngoài cửa chính, cửa sau, nhưng nó vẫn được phân cấp ra. Bởi ví dụ như là cái gara lên phòng khách thì chúng ta sẽ lên bậc tam cấp nè, và từ phòng khách vào tới bếp thì ở đây chính là một cái hệ tủ. Cái hệ tủ này vừa trang trí nhưng nó cũng sẽ làm thoáng hơn, làm cho nó riêng tư hơn cho cái khu vực bàn ăn ngồi bên trong, một cách nó phân chia không gian lịch sự. Sân sau thì chúng ta sẽ có một cái hòn Nam Bộ, với những dòng nước chảy này nghe nó thư giãn, nó tạo cho mình một cái cảm giác nó tươi mới, nó thoải mái gì ở đây. Ở bên dưới thì còn có cái hồ bơi cho cá nữa nè. Bên trên đó là những cái phần đá tự nhiên với nhiều màu sắc được kết hợp, kèm rất là nhiều cây xanh ngay đây. Chúng ta sẽ có toilet được đặt lịch sự phía ngoài này. Và bây giờ đang mời mọi người chúng ta sẽ cùng lên tầng 1 để xem bên trên như thế nào. Cầu thang hiện đại, cảm biến LED theo từng bước chân. Ở khu vực tầng 1 thì chúng ta sẽ có không gian của hai phòng ngủ, và để đi ra phòng master thì sẽ đi qua cái lối hành lang được khảm đá mà bộ ở bên dưới, với một cái bức vách được trang trí cùng những dãy đèn LED ngay đây. Wow. Phòng master thì khi mà bước vào đây đang thấy là nó mát lắm nha mọi người, máy lạnh cũng bật sẵn nè. Và trong không gian này thì nó vẫn mang một cái hơi hướng của phong cách tân cổ điển, với những cái đường nét như là phần đệm nè, những cái phần vách lớn của đầu giường, hay là những cái nẹp chỉ vàng, và kể cả luôn là những cái phần cánh của những cái tủ ngay đây cũng được cắt CNC với những cái đường nét nó hơi cổ xíu. Nhưng mà riêng cảm nhận của Đăng thì đang đánh giá là cái không gian phòng này là rộng rãi và thoải mái nha mọi người. Riêng cái giường này, giường máy 8 này thì Đăng không có thích, là tại vì cái vấn đề là cái nệm mua thấp quá. Nè mọi người thấy không, ví dụ như ngồi xuống ngồi lên, mình khi mà mình đứng lên hầu như mình phải chịu cái lực từ cái xương sống tới cái chân để mình đứng lên như vậy. Ai mà có bệnh lý về xương khớp thì cũng rất là khó chịu. Tuy nhiên cái này á, muốn nó cao lên thì chỉ cần thay cái đệm thôi. Tại vì Đăng thấy cái đệm này nó chỉ dày có 10 thôi, thì nó quá thấp. Phía đối diện là cái hệ thống kệ tủ tivi, được đặt hai cái tủ trang trí đối xứng hai bên làm đầy đặn hơn cho cái không gian này. Và chúng ta vẫn có những cái bức vách được chạy led nhìn nó khá là hay. Và toilet thì được riêng trong phòng với đầy một cái thiết bị vệ sinh. Căn nhà phố thì phòng master luôn sở hữu một cái khoảng ban công ở bên ngoài. Và như mọi người thấy thì hầu như những cái cửa nhôm được đặt ở tiếp diện mặt tiền đều được sử dụng bằng là cửa hai lớp với khung năng hoa nha mọi người. Và ngoài đây thì chúng ta sẽ có ban công lớn, và ngồi ngay vị trí này thì mọi người sẽ thấy rõ được cái chất lượng của cái phần ban công nhôm đúc ngay đây. Cái loại này thì nó chịu được mọi loại thời tiết khắc nghiệt luôn, như là trời uống trời mưa gì nó cũng chịu được hết, tại vì nó đúc nguyên khối mà. Nhìn nó màu vàng, nhìn cứng cáp, và những cái chi tiết được làm rất là tỉ mỉ nha mọi người. Và chúng ta sẽ di chuyển tiếp ra khu vực phòng ở phía đằng sau. Và ở khu vực phía sau thì chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ nữa. Bên trong căn phòng này thì nó nhỏ, diện tích nó nhỏ hơn cái phòng đằng trước chút xíu nha mọi người, nhưng vẫn được set up hết đầy đủ nội thất như giường lớn 1m8 nè, tủ đụng trần, kệ tống, kệ tủ tivi lớn, và kể cả cái vách trang trí thì cũng được bọc đệm ngay đây. Vẫn như Đăng nói lúc ban nãy là mình nên sử dụng một cái nệm cao 25 để cho cái không gian này nó đầy đặn hơn và thuận tiện cho mình sử dụng hơn. Riêng phòng đằng sau thì không có ban công, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái cửa sổ rất là lớn, đầy đủ ánh sáng tự nhiên, ánh sáng nhân tạo bên trong phòng. Chúng ta vẫn có toilet được đặt lịch sự ở phía bên trong. Và bây giờ đang mời mọi người chúng ta sẽ cùng lướt qua một vòng tầng 2. Chúng ta sẽ có tổng ngôi nhà này là 4 phòng ngủ với được set up hết đầy đủ nội thất. Và hẹn mọi người gặp mặt ở trên sân thượng nha. Phần cao nhất của ngôi nhà thì chúng ta sẽ có khu vực sân phơi ở phía đằng sau. Và đây là phòng thờ tràn ngập ánh sáng bởi giếng trời và cửa sổ. Và lối đi này sẽ dẫn chúng ta ra sân thượng phía trước, tràn ngập ánh nắng luôn. Nắng quá. 1 giờ rồi. Thôi, bye bye mọi người. Hẹn gặp mọi người ở những chương trình sau. Và nếu như mọi người yêu thích ngôi nhà này và muốn trải nghiệm thực tế thì hãy liên hệ với số hotline đang để ở bên phải màn hình. Và đừng quên, hãy subscribe, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video nhà đẹp tiếp theo của chúng tôi.
Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.